Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, tác giả Nguyễn Trãi. Từng nghe việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quần điếu phạt trước lo trừ bạo, như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng đền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cội đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triều, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên Lưu Cung tham công nên thất bại, Triều Tiết Thích Lớn phải tiêu vong. Cửa Hàm Tự bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét chứng cứ còn ghi, vừa rồi nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận. Quân cuồng binh đã thừa cơ gây hòa, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ. Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây binh kết oán trại 20 năm. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, nặng thuế khóa sạch không đầm núi. Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thai cá mập thuồn luồn. Kẻ bị đem vào núi đại cát tìm vàng, khổng nổi trường sâu nước độc. Vét sản vật bắt dò chim trả, chốn chốn lưới chăng. Nhiều nhân dân bắt bẫy hưu đen, nơi nơi càm đặt tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ. Nhiều nhóc thai kẹo quá bụa khốn cùng, thằng há miệng đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán. Nay xây nhà mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng nề những nỗi phu phen, tan tác cả nghề canh cưỡi. Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần dân chịu được. Ta đây núi Nam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình. Ngẫm thù lớn há đội trời chung, cầm giặc nước thề không cùng sống. Đau lòng nhức óc chốc đã 10 mấy năm trời, nếm mật nằm gai há phải 1-2 sớm tối. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tin. Ngẫm trước đến nay lẽ hương phế đắn đo càng kỹ. Chuyện trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh, lại ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc buôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đăm muốn tiến về đông. Cổ xe cầu hiền thường chấm chấm còn dành phía tả. Thế mà trong người người càng vẫn bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi. Tự ta phải dốc lòng vội vã hơn cứu người chết đuối. Phần vì giận quân thù ngang dọc, phần vì lo vật nước khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, lúc khôi huyện quân không một đội. Trời thử lòng trao cho mệnh lớn, ta gắn chí khắc phục gian nan. Nhân dân bốn cội một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ pháp phới. Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh, dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều. Trọn hay đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bào. Trận Bồ Đàn sấm vang chớp giật, miền Trà Lân chút trẻ cho bay. Sĩ khí đã hăng quân thanh càng mạnh, Trần Trí Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía. Lý An Phương Chính nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng rủi dài Tây Kinh quân ta chiếm lại, tuyển binh tiến đánh Đông Đô đất cũ thu về. Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm. Tốt đồng thế chất đầy nồi, dư để ngàn năm. Phúc tâm quân giặc Trần Hiệp đã phải bêu đầu, mọi gian kẻ thù Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. Vương Thông gỡ thế nguy mà đám lửa cháy lại càng cháy. Mã Anh cuối trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng. Bỏ tay để đợi bại vong,
giặc đã trí cùng lực kiệt, chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công. Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ, ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại, còn chuốc tội gây oan. Dự ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, tham công danh một lúc để cười cho tất cả thế gian. Bởi thế, thằng nhảy con Tuyên Đức đồng binh không ngừng, đồ nhút nhát Thạch Thăng đem dầu chữa cháy. Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại. Năm ấy tháng ấy, một thạch chi đường từ Vân Nam tiến sang. Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặn mũi tiên phong. Ta sao lại sai tướng chặn đường, tuyệt nguồn lương thực. Ngày 18, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế. Ngày 20, trận Mã Yên, Liễu Thăng cục đầu. Ngày 25, bá tước Lương Minh đại bại tử vong. Ngày 28, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. Thuận Đà ta đưa lưỡi dao tung phá, biết nước giặc quay mũi giáo đánh nhau. Lại thêm quân bốn mặt vây thành, hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc. Sĩ tốt kén người hùng hổ, bề tôi chọn kẻ vuốt nanh. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, vôi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạt, đánh hai trận tan tác chim muôn. Nổi gió to trút sạch lá khô, thông tổ kiến phá toan đê vỡ. Đô đốc Thôi Tụ lê gối dân tờ tạ tội, thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thay chất đầy đường, Xương Giang, Bình Thang máu trôi đỏ nước. Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi, thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ. Bị ta chẹn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật. Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạch xéo lên nhau chạy để thoát thân. Suối Lãnh Câu máu chảy trôi chài, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc. Thành Đan Xá thay chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp. Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng. Tướng giặc bị cầm tù như hổ đối, vẫy đuôi xin cứu mạng. Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫy hồn bay phách lạc. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cổ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run. Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thật lòng, ta lấy toàn dân là hơn để nhân dân nghỉ sức. Chẳng những mưu kế kỳ diệu, cũng là chưa thấy xưa nay. Xã Tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới. Càn Khôn tắc rồi lại suốt, nhật nguyệt tối rồi lại quang. Muôn thuở nền thái bình vững chắc, ngàn thu vết nhục nhã sạch lào. Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng ngầm giúp đỡ mới được như vậy. Thẹn ôi, một cổ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm. Bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn. Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay. Theo bản dịch của Bùi Kỷ, in trong Học Tuyển Thơ Văn Việt Nam thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 17, Đinh Gia Khánh chủ biên, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1976, trang 363 đến 369. Thời lượng của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.